Vì sao nhiều ô tô điện không có số P? Hộp số tự động trên ô tô truyền thống thường sẽ được trang bị 4 số chính R, P, N, D, lần lượt là số lùi, số đỗ, số trung gian và số tiến. Đúng với tên gọi của mình, số P được sử dụng trong trường hợp đỗ xe, kết hợp với phanh tay, số P giúp xe ô tô không bị trôi tự do khi đỗ. Về phần cấu tạo, số P thực chất là một chốt đỗ hay còn được gọi là bánh răng cóc. Khi cài số P, bánh răng hoặc chốt đỗ sẽ khóa cứng các bánh răng của hộp số, nối cứng trục động cơ và trục cầu chủ động, giúp cơ cấu bánh xe chủ động bó cứng không quay. Về phần cấu tạo và cách thức hoạt động của động cơ xăng dầu truyền thống và động cơ điện là hoàn toàn khác nhau. Động cơ mô tô điện sẽ sinh ra moment xoắn nhất quán ở mọi giải tốc độ. Vì vậy, với sự tối giản về hộp số, nên việc trang bị thêm số đỗ trên các mẫu xe điện không thực sự tối ưu và không cần thiết. Một số xe điện vẫn được trang bị số P như Tesla. Khi chủ xe kích hoạt số P khi đỗ, hệ thống phanh đỗ sẽ được kích hoạt giúp khóa cứng bánh xe, thay vì dùng bánh răng cóc để khóa như trên xe động cơ đốt trong.